Ngày 5 tháng 1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1995, quê quán thôn Khám, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi thường trú khu 2, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc vào khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, tại quán cà phê Đức Trung trong khu đô thị Eco Park, thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có nhóm 5 đối tượng sử dụng 4 khẩu súng và 3 con dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản, số tiền khoảng 8 tỷ đồng, bắn một người bị thương. Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác lập chuyên án, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023, xác định nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, phương tiện để tiến hành vây bắt. Đến 6 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023, ban chuyên án đã bắt giữ được 4 đối tượng gây án ra vụ án trên, gồm Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1998, trú tại khu 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2001, trú tại tổ 11, núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Khúc Ngọc Đoàn, sinh năm 2003, trú tại thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Dương Đăng Nam Trường, sinh năm 2000, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Còn một đối tượng là Nguyễn Văn Điển đang lẩn trốn, lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt. Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng dạng súng côn quay, bên trong mỗi khẩu súng đều lắp 6 viên đạn, 34 viên đạn và các vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Sơn là chủ mưu tập hợp 5 đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản. Sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền để cướp. Sau khi liên hệ được với chị Nguyễn Hồng Hát, sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Sơn hẹn chị Hát cần đổi 8 tỷ. Đến 14 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2023, Sơn và đồng bọn đi 2 xe taxi đến quán cà phê Đức Trung. Tại đây, Sơn chuẩn bị 4 khẩu súng, 3 con dao, con Trường ở ngoài cảnh giới, Giao Điền cầm 1 khẩu súng, Chiến cầm 1 khẩu súng và 1 con dao, Sơn cầm 2 khẩu súng, Đoàn cầm 1 con dao phục sẵn. Đến 15 giờ 50 phút, chị H đi cùng T, C, D, H cầm theo túi tiền đến điểm hẹn tại quán cà phê do nhóm Sơn phục sẵn. Sau khi nhóm H cầm túi tiền đến nơi, Sơn cầm 2 khẩu súng, Chiến, Điền mỗi người cầm 1 khẩu súng bắn chỉ thiên và khống chế nhóm chị H để Đoàn cướp túi tiền. Sau khi cướp được tiền, nhóm Sơn bỏ chạy. Khi đi xuống cầu thang, Đoàn bị trượt chân ngã xuống khu vực chân cầu thang tầng 1 nên hai anh C và T đã giữ lại được Đoàn và giành lại túi vải đựng tiền. Thế vậy, Sơn cùng Chiến và Điển đã quay lại dùng súng bắn liên tiếp về phía anh C và anh T, trong đó một phát trúng vào vùng bẹn đùi trái của anh C để cứu Đoàn. Sau đó cả nhóm chạy ra khỏi quán, lên xe ô tô để bỏ trốn. Kết quả giám định 4 khẩu súng thu giữ của nhóm đối tượng là vũ khí quân dụng kiểu côn quay. Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin liên quan tới đối tượng Nguyễn Văn Điển, báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại 0963 488 555, đồng chí Lương Minh Kính hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.